Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 32. Nhân với số có 2 chữ số. Trang 78-79, tiết 2. Chúng ta chuyển bài tập 3. Vườn dâu tây nhà chị Na có 31 luống, mỗi luống có 26 cây. Hỏi vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây? Mỗi luống của cái vườn dâu tây nhà chị Na là có 26 cây, mà vườn dâu tây đó có 31 luống. Muốn biết vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây, chúng ta lấy số cây của một luống là 26 nhân với số luống là 31. Cô giáo có phép tính nhân. 26 nhân với 31 bằng bao nhiêu? Đây là phép nhân với số có 2 chữ số. Cô giáo đặt tính 26 nhân với 31. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 1 x 2 bằng 2, viết 2. 3 x 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Hạ 6, 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 26 nhân với 31 bằng 806. Cây. Như vậy, vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả 806 cây. Và sau đây là lời giải của bài toán. Vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả số cây dâu tây là 21, 26 nhân 31 bằng 806 cây. Đáp số 806 cây. Bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã giải bài toán có lời văn và liên quan đến phép nhân. Bài 4. Tim một người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. Quan sát hình ảnh chúng ta thấy đây là một quả tim. Đây là quả tim của người lớn. Chúng ta thấy đây là những cái gì? À, những mạch máu. Đấy, những mạch máu từ quả tim đi ra để nuôi cơ thể. Đấy, mạch máu, tĩnh mạch và động mạch. Mỗi một phút thì đập được khoảng 75 lần. Bài yêu cầu chúng ta tính xem là số lần đập của tim đó, của quả tim người đó trong 24 giờ. Trong 24 giờ tức là trong một ngày. Một phút thì đập khoảng 75 lần. Một phút. Đập khoảng 75 lần. Bài yêu cầu tính trong bao nhiêu giờ? À, trong 24 giờ. 24 giờ thì đập được bao nhiêu lần? Chúng ta biết là 1 giờ bằng 60 phút, phải không? Đấy, 1 giờ bằng 60 phút. Vậy thì 24 giờ bằng bao nhiêu phút? Đấy. Tại sao chúng ta phải đổi? Bởi vì là mỗi phút thì đập khoảng 75 lần. Như vậy chúng ta phải đổi 24 giờ bằng bao nhiêu phút? Ta sẽ lấy 60 nhân với 24. 60 nhân với 24. Đổi 24 giờ bằng 60 nhân với 24, đúng không? Sau đó chúng ta mới nhân số phút đó với 75 lần. Chúng ta lấy 60 nhân với 24
4 nhân 0 bằng 0, 4 nhân 6 bằng 24. 2 nhân 0 bằng 0, 2 nhân 6 bằng 12. 0, hạ 0, 4, 4, 1. Như vậy 24 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Bằng 1440 phút. Bây giờ tiếp tục chúng ta mới tính xem là 1440 phút thì đập khoảng bao nhiêu lần. Chúng ta lấy 75 nhân với 1440 bằng bao nhiêu? 75 nhân 1440, chúng ta viết thừa số thứ hai trước. 1440. Đấy, khi ta đã tính, ta viết cái thừa số thứ hai mà có ít chữ số, chúng ta viết xuống dưới để chúng ta nhân. Nhân với 75 bằng 5 nhân 0 bằng 0. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 4 bằng 20, thêm 2 bằng 22, viết 2 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7. 7 nhân 0 bằng 0, 7 nhân 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 nhân 4 bằng 28, thêm 2 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 7 nhân 1 bằng 7, thêm 3 bằng 10, viết 10. 0 hạ 0, 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Hạ 0, hạ 1. 1440 nhân 75 bằng 108.000. 108.000 lần. Như vậy, sau đây là bài giải đổi 24 giờ bằng 1440 phút. Số lần đập của tim người khỏe mạnh trong 24 giờ là 75 nhân 1440 bằng 108.000 lần. Đáp số 108.000 lần. Như vậy, số lần đập của tim người khỏe mạnh trong 24 giờ là 108.000 lần. Bài 4 vừa rồi, chúng mình cũng thực giải bài toán có lời văn và liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số. Bài 5, một sân bay quốc tế trung bình mỗi giờ thực hiện 44 chuyến bay đến và đi. Hỏi mỗi ngày sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy đây là hình ảnh một sân bay quốc tế trung bình mỗi giờ thực hiện 44 chuyến bay đến và đi. Cứ mỗi giờ thì có 44 chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Bây giờ người ta hỏi là gì? Mỗi ngày sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi? Mỗi ngày tức là bao nhiêu giờ? Mỗi ngày tức là có 24 giờ, phải không? Như vậy chúng ta tính xem 24 giờ có bao nhiêu chuyến bay đến và đi. Muốn tính được một ngày có bao nhiêu chuyến bay đến và đi, chúng ta sẽ thực hiện lấy 44 nhân với 24. Ta có phép nhân là gì? 44 nhân với 24. Ta thực hiện phép nhân 44 nhân với 24. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 4 bằng 16, thêm 1 bằng 17, viết 17. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 6 hạ 6, 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. 44 nhân 24 bằng 1056. 1056 chuyến bay.
Bà giải, mỗi ngày sân bay đó thực hiện số chuyến bay đến và đi là 44 nhân 24 bằng 1.056 chuyến. Đáp số 1.056 chuyến. Như vậy, hôm nay cô giáo đã hướng dẫn các con nhân với số có hai chữ số. Với phép nhân với số có hai chữ số, các con lưu ý khi chúng ta nhân tích riêng thứ hai thì chúng ta viết lùi sang bên trái một cột. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.